Rồi, cả gia đình mình cứ tự nhiên và thả lỏng như các cuộc họp gia đình trước nha. Dạ. Nhà nhà mình có họp gia đình đó coi. Rồi, con chuẩn bị quay nè. Máy chạy. À, và như thế hôm nay chúng ta họp gia đình lại đi, mọi người dành một chút thời gian để thể hiện cái tình cảm. Qua đó chúng ta sẽ rút kinh nghiệm như nhau nha. Một tuần qua chúng ta đã làm gì nè? Bây giờ ai nói trước đây? À, như thế này, người nhỏ tuổi nhất sẽ là người phát biểu trước nhất. Mời con nó mật. Tuần qua con làm gì? Dạ, một tuần qua con hay đi đánh đánh bóng chuyền nè. Xong rồi con đi học thêm phụ đạo môn toán, môn anh văn nữa nội. Rồi, giỏi như vậy là tốt lắm rồi. Cố gắng vậy là hay lắm rồi đó. À, bây giờ tôi xin giới thiệu người cháu đích tôn. Tôi xin lỗi quý vị khán giả nha. Chị ơi, nếu được khúc đó chị làm cái mặt ba em nha. Còn không được thì cắt luôn cũng được. Như thế này, gia đình tôi có một đứa con lớn của tôi đây. Và đứa con này mỗi ngày nó đều phải xì hơi. Và nếu không xì hơi thì cả nhà chẳng vui. Dễ thương lắm. Nó có một cái chút xíu hài hước. Chị cũng không biết là ba chị có đồng ý hay không nữa. Tại vì cái show trực tiếp vừa rồi đó, ba chị đang bị khớp. Dạ. Chờ chị xíu nha. Alo. Chị Hoàng Anh ơi, chú Nghĩa tới rồi. Ok, chị biết rồi. Đi theo chị. Dạ, con chào bác ạ. Dạ, con tên là Nhật Lệ. Con là phóng viên của chuyên mục Đời Sống trên kênh TV. Và sắp tới là tụi con có làm một cái phim tài liệu ngắn về cuộc đời của một vị bác sĩ đông y lão niên ạ. Vậy là... Dạ, tụi con rất là mong muốn được mời bác làm khách mời trong cái bộ phim tài liệu ngắn này. Không biết là bác có thời gian để tham gia không ạ? Vậy là chọn bác đóng hả? Dạ đúng rồi, tụi con chỉ quay cái công việc khám chữa bệnh bình thường và cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Bác và mọi người không cần chú ý tới máy quay đâu ạ. Ba ơi, thời gian ghi hình chỉ có 2 ngày thôi, ba đừng từ chối nha ba. Nhưng mà không được phát được tiếp nha, có gì sai sót mắc công lắm. Ok, đương nhiên là vậy rồi. Con là bạn con dâu bác thì bác phải nể nang mà giúp đỡ chứ. Dạ, dạ con cảm ơn bác ạ. Gì? Con nói là người ta mời ba con làm nhân vật chính cho cái phim tư liệu hả? Dạ, đúng rồi mẹ. Trời đất ơi, sao không mời con mà mời ba con? Không phải, tại vì người ta cần những cái người mà lớn tuổi chút xíu, rồi hy sinh cái tuổi thanh xuân của mình cho nghề thuốc. Con hy sinh tuổi thanh xuân cái gì? Theo gần cái mức mặt của bác sĩ. Thôi anh đừng có nói vậy, ba nghe đâu rồi. Ba không nhìn cái vụ án của thằng Mạch, em nhớ không? Mắt Mạch sai cùng lúc đó. Nhưng mà ba có kinh nghiệm mà. Mày qua đây coi. Đi hết vậy. Bà nói ăn miếng bánh đi nội. Nè nè. Ôi kia nghe rồn ra ở ngoài này dữ lắm. Thế nội uống miếng sữa đi cho nó nhẹ nhàng. Tốt. Ở cái này được. Thế nội chung cho nội nè. Ngon rồi nha. Uống miếng miệng ghét vậy sợ. Sao? Ai phát biểu gì? Không biểu đâu ba. Ai nói gì đâu. Ủa, ba sắp lên tivi hả? Rồi sao? Không chịu, phản đối. Hả? Con đâu phải giám đốc đài truyền hình đâu phản đối gì ba. Ba muốn lên thì ba lên thôi. À. Mà nội ơi. Sao? Đợt này á nội có lên tivi á. Rồi cố gắng đừng để như lần trước nha nội. Bùng bắt. Bộ nó không đúng sao? Lần trước đó, tự nhiên quýnh nhỏ à. Con mày. Mày. Ba. Coi tôi. Ủa, tại sao tài khoản nó mất 2 triệu đồng?
Ở đâu? Tại sao bà rút tài khoản thẻ của tôi hết 2 triệu vậy? Rút làm cái gì? Đâu có lấy đâu. Bà chứ ai? Không bà ai vô đây. Chỉ có mình bà là biết cái mật mã thẻ của tôi thôi. Tôi nói tôi có lấy mà. Mời bà bình tĩnh đi. Bà có 2 triệu bạc, bà la mắng kiểu này liệu gia đình mình còn hạnh phúc không? Đi đi. Bà lấy tiền mà cho thằng heo được phải không? Ủa tụi nó tụi biết mà. Bà đừng lại. Bà đừng lại. Nhà. Hai đứa đến sớm quá vậy. Vợ nè. Ủa ăn sáng chưa? Ai vậy? Ủa dạ. Tôi chăm giày là lát cái chân anh thấy nhẹ liền. Ok, cắt. Ồ, xong rồi hen. Dạ, tụi con nghĩ là được rồi đó bác ơi. Vậy hả? Bây giờ tụi con xin phép quay ngoài lễ tân nha bác. Tự nhiên muốn quay đâu quay. Dạ, con cảm ơn bác. Mình ra ngoài lên. Chờ chút nghe. Tôi ra quay phim chút. Bác sĩ ơi, chờ một chút. Hả? Hồi nãy á. Dạ. Lúc mà chưa chăm á thì nó còn đau nhẹ. Mà lúc bác sĩ chăm rồi nó còn đau hơn mà lúc mà chưa chăm nữa cứu bác sĩ. Ờ vậy hả? Chờ chút. Y tá Dương à. Thầy à. Thầy chú nói đi qua phòng bác sĩ Hoàng Anh á, nhờ bác sĩ qua phòng của chú á, giúp dùm cái này một chút. À nè, nói nhỏ nhỏ, đừng cho ai biết nghe chưa. Nhớ đó. Bên đó bên, anh về tới rồi. Ô, rửa chén à. Không, để anh. Hả? Cái gì vậy? Dạ, tụi con chào bác ạ. Dạ, tụi con ngồi bên đài quay phim. Dạ, tôi làm cái chuyện thì mỗi ngày mình chết anh. Dạ, vậy là bình thường bác hai giúp đỡ vợ mình làm việc nhà lắm bác ha. Có cái chuyện bình thường, chuyện hàng ngày mà. Đó, cái chuyện bình thường đấy. Cắt ra đi, cắt ra đi. Dạ, dạ, không sao bác, để tụi con chuyển qua góc này sẽ thấy rõ hơn. Ôi hù vợ, việc nhà là chuyện của đàn ông chúng ta. Ôi vui quá là vui, rửa chén giùm vợ mỗi ngày. Trời ơi trời, ông Nguyễn Đức Nghĩa ở đây làm gì vậy? Động đất hả? Ba tôi có bao giờ rửa chén đâu trời. Đang quay phim à? Nói giỡn thôi chứ ba tôi giỏi dữ lắm. Trời ơi trời. Vui quá là vui, giúp vợ mỗi ngày. Ôi vui quá là vui. Alo. Dịp anh, mấy đứa quay phim nó quay tới chừng nào vậy? Nhà làm nhà mình rối lên trơn à. Kệ nó đi. À bà nè, bây giờ bà trả lời cho tôi biết bà lấy tiền tôi bà làm cái gì? Tôi đâu có lấy tiền, ông làm cái gì hỏi kỳ cục à. Bà đi giỡn với tôi hả? Bây giờ mau trả lại thì tôi khoan hồng. Bằng á, tôi mà điều tra được á, bà chết với tôi. Tôi không có lấy mà, đừng có nói tôi lấy hoài. Đừng có đánh trống lảng nghe chưa. Phim cái gì? Bà muốn cái gì? Bà đừng lại đó. Cái gì vậy? Tôi không có lấy ở đây. Dạ, bà bác sĩ ơi. Dạ, con xin phép. Ồ, hai vợ chồng tình cảm quá. Dễ thương quá, dễ thương quá nè. Em dễ thương quá nè. Giết quá thì dễ thương. Dễ thương. Đừng có quay. Mấy cái cảnh này mình lên là mắc cỡ lắm đó. Dạ rồi, cả gia đình mình cứ tự nhiên và thả lỏng như các cuộc họp gia đình trước nha. Dạ. Nhà mình có họp gia đình đó coi. Rồi, con chuẩn bị quay nè. Máy chạy. À, và như thế hôm nay chúng ta họp gia đình lại đi. Mọi người dành một chút thời gian để thể hiện cái tình cảm. Qua đó chúng ta sẽ rút kinh nghiệm như nhau nha. Một tuần qua chúng ta đã làm gì nè? Bây giờ ai nói trước đây? À, như thế này, người nhỏ tuổi nhất sẽ là người phát biểu trước nhất. Mời con nó mật. Tuần qua con làm gì? Dạ, một tuần qua con hay đi đánh đánh bóng
chuyện nè. Xong rồi con đi học thêm phụ đạo môn toán, môn anh văn nữa nội. Giỏi giỏi như vậy là tốt lắm rồi. Cố gắng vậy là hay lắm rồi đó. À, bây giờ tôi xin giới thiệu người cháu đích tôn. Tôi xin lỗi quý vị khán giả nha. Chị ơi, nếu được khúc đó chị làm mờ cái mặt ba em nha. Còn không được thì cắt luôn cũng được. Như thế này, gia đình tôi có một đứa con lớn của tôi đây. Và đứa con này mỗi ngày nó đều phải xì hơi. Và nếu không xì hơi thì cả nhà chẳng vui. Dễ thương lắm. Nó có một cái chút xíu hài hước.